và bóc tem Made in Việt Nam ra. Xin mời chú rể hãy bật nắp chai rượu thế nào. Xin mời chú rể ạ. Vâng, đủ biết chú rể của chúng ta rất là mạnh mẽ phải không quý vị? Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay rót lên tháp đỉnh tình yêu. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, cô dì cho bác thân mến, những dòng diều đang tuôn trào chảy kia sẽ tưới cho tình yêu của hai bạn thêm chi sôi nảy nở, đơm hoa kết trái, và anh chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin mời cô dâu cầm lấy chai rượu thai ạ. Vâng, xin mời cô dâu lắc thật mạnh lên ạ. Mạnh nữa lên ạ, mạnh nữa lên ạ, mạnh nữa lên ạ, mạnh nữa lên ạ. Vâng, thay nhau lắc thì nó mới thoại lòng nhau đúng không ạ? Phần tuyến còn kiểm còn lắm rồi á, phần tuyến còn lắc em còn đang kiểm quá. Vâng, xin mời cô dâu hãy trao lại chai rượu cho chú rể ạ. Xin mời chú rể mở khóa. Bây giờ tôi xin mời để lắc thật mạnh lên nữa. Vâng, bây giờ xin mời chú rể đưa cái nắp chai của mình ạ, đưa nắp chai của mình về phía phía dưới. Nếu mà dính vậy các bạn chưa chồng hoặc chưa vợ thì khoảng tầm một tháng nữa các bạn sẽ lấy chồng hoặc cái vợ ngay. Còn dính phải xuống em phả chẳng nghe và lúc chẳng trai là sáu mươi xuống phả em phả ai lúc ở chén nào chém. Vâng, xin mời. Vâng, rất tuyệt vời. Và xin mời chúc chào bé gái học giỏi ạ, đúng ạ. Vâng, một bé gái rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Và xin mời hai bạn hãy rót lên tháp ly tình yêu một nửa và rót xuống hàng ly phía dưới một nửa. Vâng, xin mời hai bạn hãy rót xuống tháp ly phía dưới. Diều này anh rót làm ba, chữ trung phần mẹ, chữ hiếu phần cha và đôi ta chữ tình. Và chai rượu thứ hai là chai rượu nghĩa rượu tình. Vâng, xin mời hai em hãy rót đầy ly rượu của mình và nâng lên ấm sinh thành sân mình. Vâng, và tôi xin mời cô dâu của chú rể ạ. Xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta hãy nâng hai ly rượu của mình lên phía gia đình nhà chồng của em. Và xin mời chú rượu mến yêu của chúng ta hãy nâng hai ly rượu của mình lên phía gia đình nhà vợ của em. Vâng, xin mời hai ly rượu của hai bạn. Xin mời hai bạn đã đứng ra giữa sân khấu ạ. Xin mời hai bạn. Vâng, toàn thể quý vị ơi, thân nhiệt thấy cô dâu và chú rể của chúng tôi hôm nay có đẹp trai và xinh gái không ạ? Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt trong cô dâu và chú rể đâu. Vâng, xin mời hai bạn hãy uống cạn ly rượu của mình. Vâng, rượu này chưa uống đã say, mạnh xin uống hết để say thân sức và cùng thân. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, và bây giờ tôi xin mời cô dâu và chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình chúng ta hãy chạm ly rượu của nhau. Trân trọng kính mời, chúng ta hãy làm theo hình vòng cung. Vâng, chúc cho tình thông gia của chúng ta vẹn toàn mãi mãi, bền chặt như keo sơn. Vâng, xin mời. Và bây giờ tôi xin mời cô dâu chú rể cùng với đại diện hai bên chúng ta hãy nâng cao ly rượu của mình lên. Sáu mươi tây hải tây yên tây cầu mẹ phía đông hoa cắn thái lẩu tìm chén nơi phía đông nơi. Một hai ba sô, hai ba sô, hai ba chúc mừng. Xin mời chú rể quý vị ạ. Hào ăn nơi phía đông nơi lại cho ăn ăn chút chân nơi. Vâng, xin mời chú rể quý vị. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, cô dì chú bác thân mến, và nghi thức vừa rồi đã khép lại chương trình một, chương trình ra mắt cô dâu và nhỏ âm thanh lại. Cho toàn thể quý vị chúng ta có một bữa trưa thật là ngon miệng và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình 2. Và thay mặt cho phong dạp nhà dạp Bảo Sơn, xin cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt tại hôn trường cưới của gia đình gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Và với trung tâm tổ chức sự kiện Bảo Sơn, một lần nữa thay mặt cho